Gói, chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục Đánh Răng mỗi tuần. Và hôm nay vẫn là team hệ độc. Đi cùng với Pokemon yêu thích nhất của tôi đó chính là Venusaur. Tuyệt vời. Bên đối thủ đang không mang Pokemon huyền thoại nào hết. Có huyền thoại mà đó chỉ là Heatran với lại Paradox thôi. Cho nên là tôi cũng thử không mang huyền thoại luôn, cho nó cân kèo đi. Thì tôi sẽ mang theo... Tôi nghĩ là tôi sẽ mang theo Omongus. Vì bên kia có Omongus thì ít nhất mình nên mang một con hệ cỏ để khỏi bị ru ngủ, để đỡ phải bị ru ngủ. Con thứ hai sẽ là Overquill. Tại vì bên kia có vẻ như con Crocodile bên kia sẽ có Intimidate với lại nó hệ đất, thì chắc có lẽ chiêu hệ nước của Overquill sẽ trị được nó. Tôi không biết là bên kia có mang Heatran hay không, cho nên là chắc chắn là cũng phải mang theo Venusaur. Để mà có gì Venusaur Terra thành hệ đất thì nhiều khi có thể xử được Heatran thì sao. Nào, vô nè. Ồ, tuyệt. Nhưng mà con Stragi bên kia nó sẽ có chiêu phay cao, nhưng mà tôi không có chiêu nào để bảo vệ hết trơn á. Chẳng lẽ phải chịu một đòn phay cao ta. Chứ gì nữa. Ê, hai con này đánh sao đây nhỉ? Cỡ nào mình cũng bị phay cao, chắc nó phay cao con nấm của tôi trước quá. Thôi thì cứ đại đi. Mình liquidation đi. Ủa mà khoan, con nhiều khi con Stragi đó tôi muốn thử coi là nó theo hướng chống chịu hay là gì. Tôi nhớ con Stragi đó hình như trụ sân cũng tốt lắm á. Rồi, nó phay cao vô con Overquill. Ôi trời đất, nó chơi động đất với lại team mình luôn á hả? Ghê vậy? Sao hy sinh vậy? Trời đất. Rồi con Stragi bên đó bảo vệ tốt vậy? Oh my god. Giờ sao đây ta? Tôi nghĩ tôi sẽ không có để cho con cá sấu thì sống lâu được rồi. Nó mà sống càng lâu con Overquill của tôi càng chết thôi. Cho nên là tôi sẽ sử dụng chiêu hút máu vô con cá sấu. Xong rồi thì chắc hệ đất hả? Nếu mà tôi đảo con Venusaur ra thì có đỡ sát thương hơn chứ không ta? Ui, con Stragi bên kia cứng dữ vậy ta? Con đó cứng thiệt ấy. Ôi, Dragon Tail. Rồi, rút về bóng rồi. Kệ. Chờ đó. Mày không thoát được bao con trai. Tôi bị không tình yêu. Dù sao mình cũng... nói chung là được về bóng miễn phí. Được hồi 1/3 cái máu đi. Kệ đi. Rồi, giờ được... đổi Crafty ra thì chúng ta sẽ... tạo trời nắng. Lúc đó thì hút máu con... cá sấu này trước. Sao vậy? Sao suy nghĩ gì lâu vậy? Chắc nó không biết con Crafty của tôi có chiêu gì. Nên họ cũng không biết nên làm gì. Sunny Day. Dĩnh bì con cá sấu này coi. Đó, vậy đi. Con Stragi bên kia chắc chỉ... tính nói nó chỉ chuyên hỗ trợ. Ai ngờ nó có luôn chiêu tấn công. Không sao, nó cớp thôi mà. Nó cớp của con Incineroar mình mới sợ. Nó cớp của con Stragi thì cũng không sợ lắm. Nhưng mà có điều khả năng trụ sân của nó cũng hơi dữ ạ. Đây là trận đấu của Regular H.
toàn những Pokemon không phải huyền thoại. Tuyệt vời. Nếu mấy đứa chống chịu thì tôi có nên chơi chiêu Toxic không ta? Tôi sẽ xử con Rage Powder. Ok, con Venusaur thì không sợ Rage Powder lắm. Nhưng mà vậy vẫn con Strike bên đó cũng tốt dữ ha. Mai mốt mình thử xài con Strike mới được. Đúng không? Hình như nó hệ giác đấu. Rồi lại Dragon Tail nữa. Hình như nó hệ giác đấu với lại bóng tối đúng không ta? Chắc mai mốt đem nó vô team hệ giác đấu được á. Ok, vượt Quill, Intimidate. Thrush Chirp cỡ nào thì cũng bị hút chiêu về thôi. Còn con... tôi chưa muốn Terra lắm bởi vì tôi không biết phía sau tụi nó mang theo con gì. Trời ơi, con đó cứng dữ vậy ta. Ồ, con nấm nó không xài Rage Powder nữa à. Super Fang luôn á. Tuyệt. Ê, con Stragi nó cứng dữ vậy. Được nha. Mốt phải xài nó thôi. Bây giờ con nấm đó sẽ hút chiêu về. Thôi xử con Stragi này luôn đi. Mày cứng cỡ nào thì cũng tới lúc vĩnh biệt mày thôi. Rage Powder đón chắc mà. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Trời ơi. Mệt nha. Nãy giờ xử của mình nó mà mệt ghê luôn á. Cũng may nó không chiên. Nhưng mà nếu nó xài chiêu Super Fan từ đầu thì nhiều khi mình đã mất con Overkill lâu rồi nhỉ. Ồ, Azumarill á. Tuyệt, đây là sân đấu của Regular Age. Tuyệt vời. Rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ là tôi sẽ Barbarage hút máu coi con Azumarill này có. Ủa, tôi tưởng con Azumarill này phải làm cái gì đó khác đi chứ. Hay nó tính Belly Drum. Ok, Citrus Berry. Làm sao nó nhanh hơn được con Venusaur mà. Rồi, mang con Venusaur hợp lý rồi. Biết thế nào cũng bị ru ngủ mà. Synthesis, ok. Tuyệt. Tôi cũng đang suy nghĩ, không biết mai mốt có nên cho con Omongus của tôi sử dụng chiêu Synthesis không ta. Đấy cũng khá ok chứ. Rồi, rút máu thêm lần nữa nè, con Azumarill. Ok, trận đấu kết thúc. Mình kia bỏ cuộc rồi. Thì cũng đúng vì con Azumarill nó không có một cái trick gì khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua trận tiếp theo. Trận này thì có chủ lực là Zacian. Tuyệt. Tội ha, Zacian một thời luôn á. Giờ người ta đeo trang bị Clear Amulet hết trơn. Cho nên là mấy con mà không đeo trang bị Clear Amulet dễ bị giảm sát thương vật lý. Nên bây giờ tôi... Nhưng mà con Eternatus của tôi là không làm gì được con Zacian rồi đó. Cả hai chiêu thức của nó đều không làm gì được con Zacian luôn. Cho nên là... Nhức đầu ta. Tôi nghĩ là Omongus ra sẽ có tác dụng là hút chiêu của Zacian về phía mình cho con Iron Morph của tôi tấn công. Còn con Overkill sẽ có Intimidate thì nó sẽ giảm được sát thương của con Ugapon với lại con Zacian. Nếu mình tính toán đúng thì nó vậy. Còn nếu mà đáng sợ nhất là họ cho con nào trong đấy đáng sợ ta? Con Chiyu.
Trời đất ơi, tôi sợ nhất con Siêu luôn á. Regular hát không gặp nó nữa cũng mừng. Mấy con quỷ. Đúng là mấy con quỷ thiệt chứ. Ồ, Jason với lại Whimsicott. Vô. Tôi có Jason Shiny mà tôi chưa xài được lần nào hết chứ. À. Giờ sao đây? Tôi sẽ hút chiêu về xong rồi. Tôi hy vọng là chiêu Heatwave này đừng có trượt đi. Trời ơi là trời. Mày đừng có trượt giùm tao cái. Rage Powder đi. Mày mà trượt cho tao xỉu luôn quá. Đừng trượt tìm em cái nha chị hai. Rồi đó. Tailwind, ok. Không sợ hút chiêu rồi. Amongus à, trụ được lần này đi cưng. Mát quá trời mát. Ô, được. Tôi có nên xe ra hình hay nước tiếp theo để con Zacian nó... Yeah. Trời ơi. Cuối cùng thì nó không bị trượt. Chứ Heatwave hình như 90% mà tôi sợ nó trượt. Bị bơ rồi. Tuyệt, đó là cái mà tôi nói là sợ nhất của mấy con đánh vật lý như Zacian luôn á. Nó bị bơ rồi thì mình không còn sợ con Zacian này nữa. Tôi nên Rage Powder một lần nữa. Chắc khỏi Terra đi. Giờ sao? Ôi, mới kia Terra rồi. Terra gì vậy? Sanitization. Hệ đất. Ok. Nhưng xin lỗi cưng, hệ đất thì cũng không trụ được hệ lửa đâu. Cotton Spore. Để làm cái gì á? Tôi không biết chiêu này. À, giảm tốc độ lại hả? Nó đã có Tailwind rồi thì nó không cần giảm tốc độ lắm đâu. Ôi, Bị burn rồi không sợ. Đúng vậy. Bị burn rồi làm gì sợ. Vĩnh biệt. Tội Zacian quá, một thời. Vậy mà con Calyrex nó không bị gì miếng nào hết. Tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu. Ủa, con Omongus. Con Omongus này chắc sẽ ru ngủ con Armop của tôi. Tôi có nên Terra hình hay cỏ cho con Armop không ta? Tôi nghĩ tôi nên rút con Omongus về để mà bảo toàn, để hồi máu cho nó. Rồi còn Overkill ra thì tôi nghi là con Regidrago này sẽ dùng chiêu Dragon Energy của nó. Ủa, không phải, chiêu nó đâu phải chiêu Dragon Energy. Tôi quên tên chiêu độc quyền của nó rồi. Overkill, xuất hiện đi cưng. Trời ơi, cá nục. Rồi bây giờ sao? Rage Powder một lần nữa. Ok. Dragon Meteor. Hên. Tôi tưởng sử dụng chiêu độc quyền của nó chứ. Bây giờ chắc mình á, hình như hết Tailwind chứ ta. Dazzling Gleam đi. Đó. Rồi bây giờ cái này thì tôi sẽ dùng chiêu Barrage. Tôi nhớ không lầm hình như con Regidrago nó cũng không có tốc độ nhanh lắm. Terra Blast. Ôi, anh mạng Sylvester cưng. Ồ, nó có Life Orb.
Rồi, tới giờ tiễn đưa mày rồi. Ôi, trời ơi. Không sao, không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao. Bởi vì con Rishi Drago nó đã bị trúng độc rồi, cho nên là chiêu Barbarage của con Overkill nó sẽ được gấp đôi sát thương. Tuyệt vời. Con Overkill này mạnh đấy chứ. Cũng rất gì bà này nọ. Chỉ là tôi không chơi team hệ dùng gọi mưa, cho nên là nếu mà xài team mưa thì tôi sẽ cho con Overkill này đặc tính là Swift Swim. Tuyệt vời luôn. Ui nha. Đau đấy. Đấy, vĩnh biệt nha. Rồi bây giờ còn Omungus. Mà chúng ta vẫn còn... Ủa chúng ta như vẫn còn 4 con hả? Rồi ngủ luôn. Còn một con Omungus mà chúng ta ngủ luôn. Hit wave đi. Dính biệt con Omungus kia rồi nè. Tỉnh đi hai đứa, tỉnh đi hai đứa. Hết trận rồi, sắp hết trận rồi, tỉnh đi hai đứa. Ô, tỉnh rồi. Dính, vô. Ủa, gì ghê hả? Tôi tưởng cũng phải hai lần nó mới giết được con Omungus chứ. Được đấy. Rồi, bây giờ chúng ta qua trận thứ 3. Bên bở nó có Incineroar. Chủ lực là Calyrex. Không biết sẽ như thế nào, thử đi. Incineroar tôi cũng khá là sợ, cho nên là tôi sẽ mang theo con Venusaur để mà sẽ ra hệ đất xử con Incineroar. Còn con Calyrex cũng không biết nữa. Sao mà nó suy nghĩ lâu quá vậy? Thường mấy cái trường hợp mà tôi suy nghĩ nhanh hơn người ta, tôi chọn đội xong rồi người ta mới chọn đội ha, là thế nào tôi cũng thua. Thôi không được, không được, ăn mắm ăn muối vậy. Sao vậy? Ok. Ok, họ càng suy nghĩ lâu thì mình càng thua. Không có ăn mắm ăn muối vậy. Vô trận nè. Nhưng mà bên bển có... Ừ, đáng ra nếu mà có Calyrex thì mình nên mang theo con Overkill chứ nhỉ. Rồi. Bây giờ là sao đây, có Fairy Grab bên đó làm gì ta? Có Fairy Grab nhiều khi bên bển để Chick Room nhỉ? Nên tôi sẽ ru ngủ con Fairy Grab. Nếu nó xài Chick Room thì cỡ nào mình cũng đi trước con Fairy Grab à. Tốc độ của con Venusaur đâu có tệ lắm đâu. Vô này. Tôi có chiêu foul play nên tôi cũng không có sợ con mấy con tấn công vật lý mà hệ sinh linh lắm. Nhưng mà phải coi thử đã. Foul play. Ủa, được nửa cái máu, lần hai là nó chết liền. Con Fairy Grab dạo này người ta cho nó học Psychic Noise nhiều lắm luôn á, cho nên là kiểu khắc tinh của hệ độc mà hồi máu luôn á. Trái dừa rớt xuống ao nghe một cái đục. Trời ơi, hết hồn. Rồi hơn chiêu Rock Slide đó tấn công cuối cùng. À, họ đến Trick Room xong mà chiêu Rock Slide đó sẽ đánh tấn công đầu tiên khiến mình bị flinch. Nhưng mà đâu có ngờ là mình ru ngủ con Fairy Grab rồi. Giờ tới số mày rồi con. Dám chọc giận ông nội mày hả? Một lần đi luôn hả? Ghê hả? Earth Power. Lấy được máu của nó nửa cây hơn nửa cây hả? Trời ơi, chưa được nửa cây, 1/3 cây à. Cũng được đi.
gì tỉnh lẹ vậy? Ui à, Thoát Frey à. Trời đất, mấy con Hiệp mà tỉnh rồi. Ngủ gì, bị mất ngủ hả? Không thơm cho lắm, không thơm cho lắm. Rồi giờ sao đây ta? Calyrex. Tôi có nên ru ngủ con Calyrex này hay không? Cần. Rất cần. Nhưng mà tôi sợ chiêu ru ngủ bị fail quá ta. Hay là tôi chơi foul play thẳng vô con Calyrex để rút máu nó ta. Rồi. Bảo vệ đi. Bảo vệ Venusaur đi. Tại vì đang có con Fairy Grab nên mình không thể nào encore được. Chứ nếu không con, nếu mà mình xử con Fairy Grab trick á, nó muốn đổi trang bị với mình á. Nó muốn đổi cái gì vậy? Top play. Được ba cả. Rồi đi luôn. Không sao không sao, mình còn. Ủa mình còn cái gì vậy? Mình còn gì không? À mình còn ba con. Tôi đang nghĩ tới chuyện chắc là Terra cho con Eternatus. Con Eternatus mà đứng trước hai đứa này là chịu không nổi đâu. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ Terra con Eternatus. Tôi có nên ru ngủ con Frigoraph lượt sau không ta? Con này phiền quá. Nếu mà nó ngăn, nó dùng Psychic Noise, nó ngăn cho mình không có hồi máu được là mình cũng hơi phiền phức á. Rồi, Terra đi. Terra xong rồi xử con Calyrex. Rồi ru ngủ con Frigoraph. Rồi. Vậy đi. Nước đi. Ủa, rút con. Họ rút con Calyrex về rồi. Incineroar. Bà nội cha đó. Rồi con mồm lèo. Tao ghét mày. Con Frigoraph thế nào cũng xài Psychic Noise à. Được, mình có thể thu ngủ được con Frigoraph nha. Còn nửa cây máu. Yeah, ngủ đi cưng. Đi ngủ đi bé má. Mày nằm nó thêm miếng nữa đi. Lượt sau thì... À, lượt sau nó có phải cao. Tôi nghĩ tôi sẽ cho con Iron Muff ra. Xong rồi... Nếu mà tôi đoán đúng thì họ sẽ phải cao vô con Eternatus. Nếu không đúng thì thôi. Con này phải cao cho con gì vậy? Phải cao cho con gì? Rồi, đoán chắc mà. Yeah. Trời ơi, còn miếng nữa không sao. Không sao, mình nhanh con Armuff nhanh hơn hai đứa này rất nhiều. Tôi nghĩ là tôi chỉ cần xài Heat Wave một cái là chắc cũng xử được, trừ hy vọng là chiêu Heat Wave này nó không gọi là sao ta, không trượt. Rồi xử con Incineroar để coi. Heat Wave, yeah. Ôi ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đấy, vĩnh biệt được con Incineroar. Rồi. Cái gì, tỉnh rồi hả? Ui chà. Ê, thế này căng nha, thế này căng bay ơi. Giờ con bên kia còn chút xíu máu à. Mình không có chiêu ưu tiên. Có chiêu ưu tiên cũng đâu có xử được. Con Fairy Grab còn đứng đó mà. Bên bển sẽ xài Astro Barrage. Mình sống nổi không ta?
Astro Barrage. Ôi. Bây giờ á, bây giờ con Cardirex đang kiểu là, nếu mà nó xử được con Armoth của tôi nữa là nó được cộng gấp đôi sát thương đặc biệt rồi. Nhưng mà con Armoth tốc độ vẫn còn thấp quá. Giờ sao đây ta? Nếu mình nên xử con nào ta? Nếu mà con chắc con Eternatus không chết trong lượt này đâu ha. Làm sao chết được? Tôi sẽ xử con tập trung xử con Acarirex trước. Con hưu cao cổ thì cũng không, nếu mà xử được con Acarirex rồi thì cũng không quá đáng sợ. Hy vọng là con Eternatus sống nổi. Sống đi cưng, sống giùm anh đi cưng. Sao vậy, suy nghĩ lâu quá vậy bạn? Bạn có lợi thế hơn tôi luôn á. Terra rồi, bên có Terra rồi. À, bên nó Terra thành hệ thường. Ok luôn. Xong giùm cái đi Calyrex ơi. Ủa lộn, cổ vũ lộn. Xong giùm cái đi Eternatus ơi. Hết bình hand rồi. Đúng vậy. Trời đất ơi. Rồi, giờ này là xử liền. Vĩnh biệt. Bây giờ là trận đấu cả hai bên vẫn còn có một xíu máu à. Đứa nào đánh trước thì đứa đó thắng, nhưng mà tôi sẽ hồi máu lại. Mình đánh trước không ta? Mình đánh trước. Yeah, mình đánh trước. Hồi máu nè con. Vô giọng chưa? Mày thấy mày vô giọng chưa? Hyper Voice, ok. Ui, trời đất ơi. Được. Vẫn còn tăng máu được. Hồi máu nè mày. Ấy, mày càng đánh tao càng hồi máu được thôi. Ủa mắc gì phải hồi máu ta? Ủa mình đánh trước đó mà, nó còn có một miếng máu mà. Trời ơi, làm chuyện rùi bu dễ sợ. Đánh nó coi. Ừ, nó tự nhiên làm chuyện rùi bu dễ sợ. Mình đánh trước mà. Vậy mày múa nữa đi. Yeah. Tuyệt vời. Hơn là con Ferrigraf nó không xài chiếc drum đó nha. Rồi, và chương mục đánh răng mỗi tuần hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng mỗi tuần tuần sau, với tuần cuối cùng là tuần sử dụng những con Pokemon huyền thoại. Tôi hy vọng là tôi sẽ làm một tập đặc biệt. Hy vọng là vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye.